Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng anh. Hôm nay là bài số 4 về Lomuhi phần 2. Thế thì mình vào phần 2 luôn nhé. Ở phần 1 thì là toàn bộ kiến thức về Jisai Shohi Ngakku. Tiếp theo thì mình sẽ nói tới việc sử dụng con số kế hoạch để quản lý hoạt động sản xuất. Lý do vì sao phải sử dụng con số kế hoạch thì tương tự như Dai Sankai ở phần số 2 rồi. Thêm một điều nữa là cái Yote Shohi Chinditsu này thì chỉ dùng cho Chingin nghĩa hẹp thôi. Những thứ như Kyuryo tính theo số tiêu hao thực tế là được. Thế đi vào cụ thể thì bước đầu tiên chúng ta sẽ cần xác định Yote Shohi Chinditsu. Bước số 2 thì chúng ta sẽ xác định phần tiêu hao theo kế hoạch. Yote Shohi Chingin sẽ bằng Yote Shohi Chinditsu nhân với cả Jisai Sagyu Jikan. Shiwake thì đơn giản là về trái Shikakari Hin, Seizo Kansetsu Hin, về phải là Chingin thôi. Bước số 3 chúng ta sẽ xác định Jisai Shohi Chingin thông qua cái công thức. Số tiêu hao thì sẽ bằng số trả trong kỳ trừ số chưa trả trong kỳ trước cộng với cả số chưa trả kỳ này. Bước 4 thì chúng ta sẽ có việc so sánh giữa Yote Shohi Chingin với Jisai Shohi Chingin và tính ra phần chênh lệch Chinditsu Sai. Trường hợp số kế hoạch lớn hơn số thực tế, tức là tiêu hao ít hơn so với kế hoạch thì đây sẽ là khoản chênh lệch có lợi. Còn trường hợp số kế hoạch nhỏ hơn số thực tế, tức là tiêu hao nhiều hơn so với kế hoạch thì khoản chênh lệch sẽ là một khoản bất lợi. Cụ thể Shiwake của hai trường hợp thì nó sẽ như sau. Ở trường hợp có lợi thì tức là chúng ta đang tiêu hao ít hơn so với kế hoạch. Chúng ta sẽ ghi tăng Chingin ở bên trái và ghi nhận Chinditsu Sai ở bên phải. Sau đó đến cuối năm quyết toán thì chúng ta sẽ triệt tiêu Chinditsu Sai và ghi Uriage Genka ở bên phải. Trường hợp bất lợi thì chúng ta sẽ chỉ cần suy nghĩ ngược lại thôi. Bất lợi tức là chúng ta đang tiêu hao Romuhi nhiều hơn so với kế hoạch. Thì chúng ta sẽ phải ghi giảm Chingin ở bên phải và ghi nhận Chinditsu Sai ở bên trái. Đến cuối năm quyết toán thì chúng ta sẽ triệt tiêu Chinditsu Sai và ghi Uriage Genka ở bên trái. Và ở đây mình nhắc lại một lần nữa là kể từ giờ trở đi, chúng ta sẽ viết Shiwake và vẽ bảng chữ T theo số liệu kế hoạch. Sau đó nếu có chênh lệch thì mới viết Shiwake cho khoản chênh lệch nhé. Ok, tiếp theo mình có ví dụ như sau. Nhà máy sản xuất Castella dùng Yote Shohi Chinditsu là 900 yên một tiếng. 1. Thời gian làm việc của tháng này là 270 tiếng, trong đó có 180 tiếng là Chokusetsu Sagyo, 80 tiếng là Kansetsu Sagyo và 10 tiếng là Temachi Jikan. 2. Dựa vào những dữ kiện khoản chưa trả tháng trước là 5 man này, rồi khoản trả tháng này là 20 man này, khoản chưa trả tháng này là 12 man này để tính ra phần tiêu hao thực tế. 3. Kết chuyển phần chênh lệch giữa Yote Shohi Chingin với Jisai Shohi Chingin. 4. Triệt tiêu phần Chinditsu Sai và ghi sang Uriage Genka. Vậy thì ở câu 1 ta sẽ lấy Yote Shohi Chinditsu nhân với cả Jisai Sagyu Jikan thì sẽ có Chokusetsu Romuhi là 900 nhân 180 và sẽ bằng 162.000 yên. Và Kansetsu Romuhi sẽ bằng 900 nhân với cả 90 và sẽ bằng 81.000 yên. Tương ứng với đó Shiwake sẽ là Shikakari Hin 162.000 yên, Seiro Kansetsu Hin 81.000 yên và vế phải sẽ là Chingin 243.000 yên. Câu 2 thì chỉ việc áp dụng công thức là tính ra được Jisai Shohi Chingin là 270.000 yên thôi. Câu số 3 thì ta thấy số kế hoạch đang nhỏ hơn so với số thực tế. Thế nên là đây là trường hợp bất lợi. Bất lợi thì chúng ta sẽ phải mất thêm một khoản Chingin nữa so với ban đầu. Thế nên là Chingin sẽ phải ở về phải 27.000 yên. Còn Chinditsu Sai sẽ ở về trái 27.000 yên. Cuối cùng ở câu 4 thì chúng ta sẽ cần viết Chinditsu Sai ở về phải. Còn đối ứng với nó thì sẽ là Uriage Genka 27.000 yên là được. Ok, ở slide cuối này thì mình sẽ lại nói một chút về chuyện quản trị kinh doanh nhé. Ngoài những thứ đã nói ở phần mở rộng của bài Jai Ryohi ra thì nói gì thì nói thì phần Romuhi này cũng là thứ liên quan đến con người. Mà đã liên quan đến con người thì sẽ có rất nhiều thứ chúng ta không thể đo đạc bằng con số kế toán được. Ví dụ như trong bài giảng thì chúng ta có thể nói đến chuyện tiêu hao ít Romuhi là có lợi chẳng hạn. Nhưng mà dựa vào cái gì để mà nói nó thực sự là có lợi ạ? Nếu chỉ đơn giản là lợi nhuận của doanh nghiệp đã tăng lên do tiết kiệm được chi phí nhân công thì câu chuyện nó chỉ dừng lại ở một anh làm nghiệp vụ kế toán thuần túy thôi, chứ không phải là câu chuyện ở trình độ CFO đúng không ạ? Đối với những nhân sự được tính lương theo giờ thì việc giảm chi phí nhân công sẽ đánh trực tiếp vào tiền lương và từ đó ảnh hưởng tới đời sống cá nhân của họ. Và một khi lợi ích cá nhân bị ảnh hưởng trực tiếp như vậy thì rất dễ sẽ dẫn đến tình trạng bất an và không yên tâm khi làm việc. Cấp trên trực tiếp của những nhân sự này chắc chắn cũng sẽ bị áp đặt những KPI là giảm chi phí sản xuất, thế nên là cũng sẽ rơi vào tình trạng bất an giống như cấp dưới. Thế thì cái tình trạng bất an này nó sẽ dẫn tới mâu thuẫn giữa người với người, thì trong tiếng Nhật thì họ gọi là Nyingen Kanke no Shototsu. Và một khi đã rơi vào tình trạng này thì thường mọi người thường không thân thiết với nhau,
Tình đồng nghiệp thì nó chỉ dừng lại ở mức xã giao thôi. Nhưng người Việt thì hay nói là người Nhật chỉ toàn xã giao thôi, không thật lòng là vì vậy. Hệ lụy của vấn đề này thì nó là không hô lên xô đúng lúc, từ đó thì dẫn tới những lỗi nguy hiểm hơn liên quan đến tiền bạc và tính mạng. Tóm lại, những gì sách đang dạy cho các bạn, nó là mô hình sản xuất kinh doanh kiểu cũ, tồn tại từ cái thời của Henry Ford từ những năm 1900 cơ. Mô hình sản xuất này thì vẫn đang tồn tại cho đến ngày nay ở cả công việc chân tay lẫn công việc văn phòng luôn, và vẫn đang được giảng dạy ở các khóa MBA. Vì những vấn đề về nhân sự như trên mà các sách MBA thì lúc nào cũng lý luận liên quan đến motivation của nhân viên, trong khi đây không phải là vấn đề gốc rễ. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu về mô hình sản xuất kinh doanh kiểu mới thì nên đọc các đầu sách liên quan tới IT startup, hoặc là Agile Kaihatsu, hoặc là Innovation các thứ. Gần đây thì mình đang đọc quyển Teaming của Amy Edmondson. Bạn nào có hứng thú thì download bản đọc thử trên Kindle về xem sao. Ok, bài lần này đến đây là kết thúc. Bài tiếp theo thì mình sẽ nói về Kehi. Quản lý Kehi là phần quan trọng không kém trong kỷ nguyên hiện đại. Khi mà mọi thứ đều tự động hóa thì con người sẽ phải vật lộn với việc quản lý Genka Shokekhi chẳng hạn như thế. Các bạn lại like, subscribe và share video của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.